Xin kính chào quý khán giả truyền hình. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Diễn đàn Văn học nghệ thuật của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, khi nói đến trang phục truyền thống của người Việt Nam thì với nữ giới, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới bộ áo dài. Tuy nhiên với nam giới thì có lẽ là cũng ít người nhớ tới rằng là cũng có một bộ áo dài truyền thống mà người đàn ông Việt Nam đã từng sử dụng thường xuyên trong mọi sinh hoạt của đời sống. Tuy nhiên trải qua những thăng trầm và những biến động trong đời sống lịch sử thì bộ áo dài nam truyền thống cũng dần mất đi vị thế, để rồi cũng bị thay thế gần như hoàn toàn bởi rất nhiều những loại trang phục khác. Tuy nhiên thì trong những năm trở lại đây cũng đã có rất nhiều những tổ chức cá nhân cũng đang có những động thái nhằm khôi phục lại sức sống cho tà áo dài nam truyền thống. Và những động thái này được triển khai như thế nào, đạt được những hiệu quả đến đâu, và liệu rằng tà áo dài nam truyền thống có nên có những cái cách tân đổi mới để phù hợp hơn với đời sống đương đại hay không, thì đấy cũng chính là những nội dung chúng tôi sẽ gửi tới quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì tôi xin được giới thiệu các vị khách mời. Đầu tiên xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thị Tình, nhà thiết kế Sĩ Hoàng, nhà sáng lập Bảo tàng Áo Dài. Và cuối cùng xin được giới thiệu ông Nguyễn Đức Bình, trưởng nhóm Đình Làng Việt. Thưa quý vị, để mở đầu cho buổi tọa đàm ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn để tìm hiểu một chút về tà áo dài nam truyền thống cũng như là sự đón nhận của người dân trong đời sống ngày hôm nay. Song hành cùng với áo dài nữ, áo dài nam giới Việt Nam cũng có lịch sử lâu đời và giữ một vị trí quan trọng trong đời sống của người đàn ông Việt Nam. Chiếc áo dài dành cho nam cũng có hai vạt dài qua gối, cài nút bên phải, thường được may bằng các loại vải gấm dành cho giới thượng lưu hoặc bằng chất liệu sa, the mỏng dành cho giới trung lưu. Áo dài nam truyền thống về cơ bản cũng là áo năm thân, cổ đứng cài khuy kết hợp với quần hai ống, tay áo hẹp, riêng với quan lại quý tộc thì chuộng áo thụng tay. Chiếc áo dài nam luôn là một trang phục thông dụng trong đời sống hàng ngày cũng như trong các nghi thức, nghi lễ ở các mức độ, tầng lớp khác nhau. Cái áo dài nam của người Việt ấy, tôi có thể gọi đấy như là một cái hình ảnh là khá tối giản. Cái vai của người ta là nó bám xuôi lại theo cái hình cơ thể, cổ đứng thẳng lên này nó rất xuôi. Thì ta thấy vừa kín đáo lại vừa khiêm nhường. Khi mặc áo dài đấy, người ta cảm giác như là người ta đang cần phải cẩn trọng hơn, cần phải suy nghĩ hơn, cần phải soi xét được khi chúng ta muốn bộc lộ cái hành vi nào đấy. Tuy nhiên, áo dài nam lại không có được sức sống bền lâu như tà áo dài nữ. Thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp vào Việt Nam mang theo những nét văn hóa Tây phương đến, và người Việt cũng theo đó tiếp nhận dần sự giao lưu văn hóa, thể hiện ở nhiều khía cạnh, trong đó có trang phục. Áo dài nam bị lấn áp bởi sơ mi, giày da, những bộ vét nên phần nào bị mai một. Rồi đất nước lại tiếp tục trải qua hai cuộc kháng chiến, trang phục của người dân, đặc biệt là nam giới, cũng phải đơn giản hóa tối đa, và tà áo dài nam cũng gần như biến mất trong mọi sinh hoạt của đời sống thường nhật. Chúng ta chỉ còn lại nhìn lại cái áo dài nam gọi là đúng nhất, nó chỉ là trên cái cơ sở cụ đồ. Còn lại là những hình ảnh là những anh thầy bói, anh thầy cúng, anh thầy mo, và những hình ảnh nó quá xấu xí. Nó bị trong tiềm thức chúng ta đẩy đến cái hình ảnh nó bị như là bị gắn một cái tội. Cho nên là nó bị cảm cái xã hội chung, nó bài bác cái này. Hai nữa là nó cũng trong một cái nhịp đời sống nó bắt đầu thay đổi. Ví dụ vào nhà máy này, công xưởng này, hoặc là đi lao động các thứ gì, nó lại không phù hợp trong cái lao động hàng ngày, và người ta bắt đầu tiếp nhận một nền khoa học, một cái nền sản xuất công nghiệp, thì có nghĩa là người ta cũng tiếp nhận như cả hình thức về mặt trang phục cũng như là về mặt thẩm mỹ. Chính vì thế cái áo dài nam nó bị suy thoái đi và người ta lãng quên đi. Thời đại nào thì trang phục cũng phải mang những tính chất phù hợp với điều kiện sống và môi trường lao động sản xuất của con người thời đại đó. Trong nhịp sống đương đại hôm nay, chúng ta vẫn thấy được hình ảnh chiếc áo dài nam xuất hiện trong những ngày lễ Tết, cưới xin, hội làng, vân vân. Tuy nhiên, trang phục này vẫn chưa có được vị thế ngang bằng so với tà áo dài nữ và cũng chưa được người đàn ông Việt ứng dụng rộng rãi. Em chưa từng mặc những bộ trang phục truyền thống bao giờ ạ. Với lại em nghĩ là những bộ quần áo hàng ngày thì cảm thấy là thoải mái hơn cho em ạ. Em có một số dịp cưới hỏi thì thường hay nhờ em mặc bộ quần áo ấy để bê tráp và để cho giống truyền thống của người Việt Nam. Nhà em có từ đường ấy, thì thỉnh thoảng thì em vẫn được mặc những cái bộ áo dài để có thể làm lễ cho những người con trai mình 18 tuổi ạ. Em chưa tự tin bởi vì em chưa mặc bao giờ. Thứ hai là dáng người của em chắc không được cao ráo, được đẹp cho lắm.
Thường là dịp lễ Tết hoặc là dịp đám cưới của mình ấy, trong cái dịp đám hỏi và đám cưới thì mình có mặc cái trang phục đó. Cả áo dài nam truyền thống thì trong những năm gần đây thì đã được một cái sự quan tâm nó rộng rãi hơn. Nó không chỉ trong cái giới nghiên cứu mà các bạn trẻ rất là yêu cái áo dài nam truyền thống, nhưng các bạn không biết rằng là sẽ phải mặc như nào cho nó phù hợp với cái tuổi trẻ năng động của mình, cho các cái sự kiện mà mình muốn đến. Còn đối với những giới nghiên cứu hoặc những cái thế hệ lớn tuổi, họ có cái thời gian gắn bó thì họ cho rằng là một cái áo dài nam phải được mặc rất là chuẩn chỉnh, mặc trong những cái lễ nghi rất là chuẩn chỉnh. Và như vậy thì cũng khiến cho những cái người mà yêu mến áo dài nam họ có cái sự rụt rè hơn một chút. Thiết nghĩ nếu tà áo dài nam vẫn giữ nguyên kết cấu, phong dáng như truyền thống thì liệu có gây khó khăn và e dè nhất định đối với người mặc hay không? Sự đứt đoạn trong một giai đoạn lịch sử khiến cho nhiều nam giới Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, cảm thấy vẫn còn xa lạ và chưa thực sự tự tin đón nhận bộ trang phục truyền thống này. Thưa quý vị, một phóng sự ngắn cũng đưa đến cho chúng ta một số những cái thông tin về tà áo dài nam truyền thống cũng như là sự đón nhận của đặc biệt là các bạn trẻ trong đời sống ngày hôm nay. Thì ở đây cũng xin được đặt một câu hỏi đầu tiên cho tiến sĩ Đoàn Thị Tình. Bà có thể cho biết đôi nét về cũng có thể là cái lịch sử phát triển của tà áo dài nam truyền thống, và đặc biệt là khi nói đến cái tà áo dài nam truyền thống của người đàn ông Việt Nam ở Bắc Trung Nam thì liệu rằng có một cái sự khác nhau nào đó không ạ? Áo dài nam giới với áo dài nữ giới của Việt Nam nó song hành xuất hiện cùng một lúc với nhau. Khi mà bắt đầu triều Nguyễn ổn định thì có ban ra những các cái quy định về các cái quy chế về cách mặc cả lễ phục, triều phục và thường phục. Thì lúc đó xuất hiện cái áo dài. Và áo dài nam nữ cũng đều giống nhau, chỉ có khác là chất liệu khác nhau. Và nữ thì mặc dài hơn, nam thì mặc ngắn hơn. Nhưng phải nói rằng đến khi người Pháp đặt cái nền đô hộ của Việt Nam và chúng ta tiếp nhận cái văn hóa châu Âu ấy, thì nó có một cái sự cải tiến của áo dài cả nam lẫn nữ là may gọn hơn, và nó đã trở thành cái quốc phục. Hầu như tất cả nam bắc, người lớn cho đến trẻ nhỏ đều mặc áo dài cả. Đã có một thời kỳ suốt từ triều Nguyễn cho đến năm 1945, cái áo dài nam ý, nó hiện hữu trong đời sống của nhân dân, hầu như cả nước đều mặc. Đấy, chỉ có cách mặc thì hơi khác nhau. Được. Bởi lẽ là do cái khí hậu, do cái địa lý và cũng là do cái sinh hoạt của mỗi người. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như ngoài Bắc mặc áo dài như bao giờ cũng mặc áo the hai lớp. Miền Trung cũng mặc áo dài hai lớp nhưng cái chất liệu của nó thì khác hơn, vì trong hoàng cung thì có thể là gấm, là lụa, hay trong Nam thì không mặc the, chỉ là mặc một cái loại áo ví dụ như là vải sa tanh hoặc láng, hoặc là một màu vải cứng. Nhưng có một điều đặc biệt là hầu như tất cả đều mặc kép, tức là mặc hai cái, bên trong bao giờ cũng phải lót một cái áo dài trắng, ở ngoài lúc bây giờ sẽ có những cái chất liệu khác nhau. Và cái áo của nam giới ngắn quá đầu gối một chút thôi, mặc hết sức là gọn gàng. Và điều thứ hai nữa là chúng tôi thấy cả suốt chiều dài lịch sử cho đến bây giờ, nói rằng là nó mất đi nhưng chúng tôi thấy không mất. Ngay cả đến năm 1945, khi mà có cách mạng, chúng ta phải phù hợp với lại cái trào lưu của cách mạng để tham gia kháng chiến ăn mặc gọn gàng, thì nó vẫn tiềm ẩn bên trong những các cái lễ hội, các cụ vẫn mặc áo dài khăn đóng. Và cho đến bây giờ thì nó có những cái sự phát triển của nó, đó là những cái điều kiện mà khi mà chúng ta đã có ổn định, chúng ta quay trở lại với lại cái gì là bản sắc dân tộc. Vì quần áo thì nó có những cái thời đại của nó luôn luôn thay đổi. Có thể dài ngắn chất liệu khác nhau, có thể là thêm bớt cái này cái khác, nhưng cái phong cách của dân tộc, cái bản sắc của dân tộc chúng ta vẫn thấy còn hiện hữu ngay trong đời sống hiện nay hiện đại. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà. Vâng. Thế thì xin được hỏi nhà thiết kế Sĩ Hoàng, với cái góc nhìn từ một nhà thiết kế thì về mặt mỹ học, cái bộ áo dài nam truyền thống ấy, cái nét đẹp của nó được thể hiện ở những khía cạnh như thế nào? Tôi đã theo đuổi một trang phục duy nhất trong suốt 30 năm qua là áo dài. Tôi nghiên cứu từ những mẫu áo dài xưa thì tôi nhận thấy rằng là áo dài xưa có một cái điểm, nó không phải chỉ là một cái trang phục
mà khi mặc vào nó toát lên, nó khiến cho người đối diện có một cái sự tôn kính. Và nó cũng kỳ lạ là nó buộc cái người mặc dù là có cá tính như thế nào thì cũng chỉnh chu lại, cẩn thận ý tứ từng lời ăn tiếng nói, từng cái động thái của mình. Và như vậy nó không phải chỉ là đẹp ở khía cạnh thẩm mỹ, mà dường như nó còn ẩn chứa cả một cái nét đẹp về đạo đức ở bên trong. Tôi thì mới mặc áo dài được khoảng độ 3 năm nay. Nhưng mà khi mà được mặc, lần đầu tiên mặc cho đến bây giờ thấy thì là nó chứa đựng rất nhiều tinh hoa của các cụ, từ cách mặc cho đến cái tạo hình. Tại vì tôi là người nghiên cứu về mỹ thuật và thiết kế mỹ thuật, thì thấy rằng là cái tạo hình của chiếc áo dài nam truyền thống nó khác hẳn với những cái tạo hình của các cái trang phục khác. Ví dụ như tạo cho người đàn ông dáng bề thế hơn, vì cái dáng luôn luôn vững chãi. Và cách mặc thì nó thể hiện được người đàn ông, như nhà thiết kế Sĩ Hoàng nói, là thấy được mình phải tử tế hơn, ứng xử cũng phải tốt hơn. Đó là cái đặc điểm mà tôi thấy cảm nhận được. Dạ vâng. Ban nãy thì tiến sĩ Đoàn Thị Tình cũng nói rằng là thật ra áo dài nam cũng không bị mất đi đâu. Anh suy nghĩ sao? Thực ra là phó sư tiến sĩ Đoàn Thị Tình nói cũng có lý. Nhưng mà dưới góc độ tôi tiếp xúc cũng khá nhiều với cả những cái lễ hội, thì tôi thấy nhiều bộ trang phục may đã bị biến dạng đi rất nhiều đấy, chứ không phải ít đâu. Thực ra là giữ được những cái bộ trang phục cổ ấy, thì trong cái giới thực hành tín ngưỡng, những người đấy là những người giữ được cái áo dài nam truyền thống khá là tốt. Vâng. Tuy nhiên nếu mà tôi so sánh một chút so với tòa áo dài nữ, thì rõ ràng cũng có một giai đoạn dường như là áo dài nam không được sử dụng thường xuyên nữa, và gần như bị thay thế bởi rất nhiều những trang phục khác. Thật ra thì ban nãy trong phóng sự, ý kiến của họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức, ông cũng nêu ra có thể là quan điểm cá nhân về cái nguyên nhân vì sao mà cái áo dài nam truyền thống bị mai một dần đi. Thứ nhất là khi mà chế độ phong kiến cũng chấm dứt, thì cái áo dài nam nó bị gán cho những cái định kiến không tốt. Rồi là khi mà người Pháp vào thì cũng mang đến những cái nền văn hóa mới, và dần dần áo dài nam cũng bị thay thế bởi sơ mi quần Âu. Tôi nghĩ cái ngoài nguyên nhân bị Âu hóa, rồi là trong một thời gian chiến tranh, thì nó có một nguyên nhân nữa mà sâu xa hơn, dạ, khiến cho cái áo dài nam không được thịnh hành nữa. Vâng. Bởi vì rằng là người ta khoác đặt lên vai cái áo dài nam một cái quan điểm, nó mang với tính biểu tượng của chế độ phong kiến. Những người của thế hệ đã chứng kiến một cái giai đoạn dài của lịch sử thì rất e rè. Họ e rè ở đây không phải là e rè vì đẹp xấu đâu, mà e rè mình có phải là người phong kiến không nhỉ? Đấy, cái đấy là cái nguy hiểm nhất. Đúng ra phải coi cái áo dài là cái di sản, chứ không thể coi đó là một cái biểu tượng của một cái chế độ nào được cả. Dạ, vâng. Thì nó sẽ khác. Vâng. Thực ra mà nói cái áo dài nam ấy, một thời nào đó chúng ta quan niệm có một cái gì phong kiến. Đấy là một quan niệm sai lầm hết sức. Những cái người trí thức của Hà Nội tham gia làm việc với Pháp, người ta mặc những áo dài rất đẹp, rất chỉnh chu, rất đứng đắn, và phải nói rằng nó có một cái gì phong thái của Việt Nam. Chúng ta thấy là ba cái vị tiền bối của chúng ta mà chúng tôi rất tự hào là cụ Nguyễn Văn Tố, cụ Huỳnh Thúc Kháng và cụ Trương Vĩnh Ký. Ba người ấy luôn luôn lúc nào cũng mặc áo dài. Và cả trong các cái đời sống lễ phục của nhân dân Việt Nam, chúng tôi rất tự hào khi chúng tôi nghiên cứu như thế. Dạ vâng. Thế thì xin được hỏi nhà thiết kế Sĩ Hoàng, qua cái phỏng vấn nhanh các bạn trẻ hiện nay thì rõ ràng vẫn còn một số bạn khá là e dè và xa lạ với tà áo dài truyền thống. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng suy nghĩ ra sao? Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì áo dài nam được mặc rất nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ. Và công ở đây tôi cũng xin nói luôn, đó là nhờ giới văn nghệ sĩ. Các ca sĩ, các diễn viên nổi tiếng là nam giới, họ rất ủng hộ cái chuyện này. Và phố đi bộ đường Hoa Nguyễn Huệ là hầu như không phải chỉ là dịp lễ Tết đâu, ngay cả những dịp cuối tuần, rất nhiều bạn trẻ thanh niên mặc áo dài. Và họ xem như đó không phải chỉ là một di sản văn hóa cần phải bảo tồn gìn giữ, mà họ còn xem đó như là một cái mốt thời trang mà mọi người rất là ủng hộ. Vâng. Đúng là chúng tôi cũng không có điều kiện để có thể phỏng vấn được những người dân trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà có thể qua những cuộc phỏng vấn ngắn của chúng tôi thì liệu có phải rằng là các bạn trẻ hiện nay ở ngoài Bắc có vẻ dường như là e dè hơn, hoặc là cảm thấy đón nhận nó không được nhiều như là các bạn trẻ trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết tiến sĩ Đoàn Thị Tình, bà nghĩ sao? Cũng không hẳn như thế đâu. À, vâng. Bởi vì thế này, ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì
tổ chức nhiều hơn, những sự kiện mặc áo dài nhiều hơn. Cho nên chúng ta nhìn thấy nó hiện diện nhiều hơn. Chứ ở ngoài Bắc này tôi nghĩ rằng các thanh niên cũng rất thích mặc áo dài. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn con cháu nhà tôi chẳng hạn. Khi cưới là các em đòi mặc áo dài truyền thống chứ không mặc com lê. Và chúng ta thấy rằng trong những cái ngày Tết hay là trong những cái ngày hội thì các bạn trẻ, các em nam ấy mặc áo dài của miền Bắc cũng rất là nhiều. Nhưng ở những cái dịp đó thôi, bởi vì nó không có sự kiện nhiều như ở trong Nam. Vâng. Ở đâu mà chúng ta khơi dậy được nhiều phong trào thì ở đó cái sức sống đã sẽ bật lên. Dạ vâng. Tôi xin phép có thêm một bổ sung ý kiến nữa. Chúng ta đều thấy rằng là những cái giá trị về di sản văn hóa trong đó có áo dài được giữ bởi người dân. Nhưng mà rõ ràng cái vai trò của nhà nước rất là quan trọng. Tôi nói ví dụ như ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng khoảng 5 năm nay thì các vị lãnh đạo trong thành phố đã xác định rằng là thành phố Hồ Chí Minh không phải chỉ là một trung tâm về doanh thương, cái tính văn minh hiện đại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng vẫn phải đi song hành giữ gìn những cái di sản văn hóa. Và một trong những cái di sản đó là áo dài. Cả áo dài nữ và nam, nó hình thành hẳn một chủ trương. Ở trong trường học, các trường cấp 3 hoặc là trường đại học phải mặc, mà không mặc hết tuần thì thứ hai đầu giờ chào cờ là phải có mặc. Giáo viên đứng lớp là phải mặc. Vâng. Rồi các cái ngành dịch vụ mà mang tính giao tiếp là mặc áo dài, các ngân hàng, bưu điện. Đặc biệt là có cái tổ chức cái cuộc thi mà 20 năm rồi, sáng tác mỹ thuật dành cho trẻ em ở độ tuổi từ mẫu giáo cho đến cấp 2. Và trong các cái bảng thi hội họa đó có bảng thi vẽ áo dài trên giấy. Tất cả những cái tác phẩm đoạt giải đó thì sẽ được chuyển thành là trên áo thật cho các em mặc, rồi chụp hình và biểu diễn. Một cái chủ trương đi từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, dù muốn hay không thì cũng phải theo, thì nó mới có thể vững vàng để mà phát triển được. Dạ vâng. Ban nãy có một ý kiến của họa sĩ Thu Hà cũng chia sẻ rằng là có hai cái suy nghĩ của những người thuộc thế hệ đi trước và các bạn trẻ hiện nay. Có thể các bạn trẻ thì cũng mong muốn mặc áo dài, tuy nhiên là nếu như mà thế hệ đi trước mong muốn mặc một cái áo dài đúng quy chuẩn, rất là chuẩn chỉnh theo phong cách truyền thống, thì vô hình chung cái sự khắt khe đó lại khiến cho các bạn trẻ hơi rụt rè khi đến với tà áo dài. Thì có vị khách mời suy nghĩ sao? Tôi không nghĩ thế. Bởi vì rằng là các bạn trẻ phải hiểu, đầu tiên phải hiểu. Muốn làm cái gì cũng phải hiểu nó đã thì mới yêu nó được. Dạ vâng. Kể cả cái áo dài, nếu không hiểu nó thì không thể yêu được. Dạ vâng. Đấy là cái vấn đề, là nó liên quan đến cái như là anh sĩ Hoàng nói, đến giáo dục, đến tuyên truyền, đến chính sách cho cái áo dài. Dạ vâng. Tôi nghĩ là mỗi một thời đại thì nó có cái sự biến chuyển thay đổi. Không loại trừ bất kỳ một lĩnh vực nào thì cũng phải có một cái sự vận động để nó phù hợp. Và nếu mà cái sự vận động đó không có thì nó sẽ bị đào thải. Trong đó đương nhiên có cả trang phục áo dài. Vì thế nên là mỗi một giai đoạn thì đều có một cái sự cách tân, thêm bớt, kế thừa hoặc là phát triển. Nếu ai đó cứ vẫn giữ nguyên mẫu như thế thì nó chỉ là bảo tồn thôi. Mà chúng ta biết là di sản thì nó phải được đủ cả hai vế là bảo tồn và phát huy. Dạ, vâng. Vậy thì cái vế phát huy nó tính là cái mang cái tính yếu tố đương đại, đương thời, phù hợp. Vì vậy nên ở thành phố Hồ Chí Minh thì áo dài được cách tân rất là mạnh. Dạ, vâng. Chúng tôi khuyến khích mọi tất cả mọi cái sự sáng tạo đó. Và dẫu trong cái sự sáng tạo đó nó có thể gây phản cảm, nhưng chúng tôi vẫn đón nhận. Bởi vì cùng với thời gian thì tự trong cái nhu cầu của cuộc sống, cái yêu cầu của cuộc sống thì nó sẽ phải tức khắc điều chỉnh mà thôi. Nếu anh muốn tiếp tục tồn tại, nó cũng là một cái yếu tố để giúp cho mọi người đón nhận một cách dễ dàng hơn. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, qua hai ý kiến của ông Nguyễn Đức Bình và những thiết kế sĩ Hoàng, chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi, liệu rằng nên bảo tồn nguyên gốc hay là chúng ta sẽ có những cách tân cải tiến đối với tà áo dài nam truyền thống, hay là nếu có cách tân thì phải cách tân như thế nào? Thì trước khi cùng các vị khách mời tiếp tục bàn sâu hơn về chủ đề này, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn thứ hai sau đây. Nhóm Đình Làng Việt, một tổ chức bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, được thành lập từ giữa năm 2014. Trong suốt 3 năm vừa qua, đã phát động nhiều chương trình hoạt động nhằm tôn vinh và khôi phục lại sức sống cho tà áo dài nam truyền thống. Đặc biệt trong đêm khai mạc chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, các thành viên nhóm Đình Làng Việt đã có buổi trình diễn trang phục áo dài nam truyền thống với mong muốn đưa tà áo dài nam truyền thống đến gần hơn với cộng đồng và được cộng đồng đón nhận.
Khi mà nói đến áo dài thì người ta hay nghĩ đến áo dài nữ nhiều hơn. Nhưng sau một thời gian cùng phối hợp với cả bên nhóm Đình Làm Việt, và chúng tôi thấy rằng bên họ đã nghiên cứu và họ đã đưa ra được rất nhiều những cái trang phục rất là đẹp. Nhân cái dịp mà chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay thì chúng tôi quyết định lấy cái điểm nhấn là cái tôn vinh áo dài nam đấy đưa ra cho công chúng để mọi người đều có ý thức nhận thức được, cùng chung tay bảo tồn cái giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là cái trang phục truyền thống của Việt Nam. Vào giữa tháng 12 năm 2017, câu lạc bộ trang phục truyền thống Việt được thành lập với sự tham gia trong ban chủ nhiệm đều là các bạn nam trẻ tuổi. Cùng xuất phát từ tình yêu đối với trang phục truyền thống của dân tộc, đặc biệt là tà áo dài nam, các thành viên trong câu lạc bộ mong muốn sẽ tuyên truyền, quảng bá để các bạn trẻ hiểu hơn và có thể tự tin khoác lên mình bộ áo dài nam truyền thống của dân tộc. Câu lạc bộ trang phục truyền thống Việt thành lập nhằm mục đích là hưng lại những cái giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc, và trong đó nhấn mạnh vào trang phục truyền thống, và cụ thể hơn thì là đưa chiếc áo dài nam trở lại với công chúng cách đúng nghĩa. Đầu tiên thì câu lạc bộ thành lập sẽ có lập những cái dự án diễn thuyết về trang phục truyền thống và chiếc áo dài nam ở các trường đại học, như là tiếp xúc cho người trẻ cũng như là hỗ trợ tư vấn cho thành viên câu lạc bộ và công chúng hiểu đúng hiểu đủ và giúp đỡ họ may và mặc chiếc áo dài nam. Tuy nhiên, vấn đề cần được nhìn nhận ở đây đó là chúng ta sẽ bảo tồn một bộ trang phục theo đúng tinh thần nguyên gốc với những quy chuẩn trong cách may đo kết hợp của cha ông, hay cần một sự cách tân mới mẻ để tà áo dài nam phù hợp hơn trong cuộc sống đương đại. Chúng ta đừng nghĩ rằng là có một tấm ảnh tư liệu thì cái đấy nó sẽ là quy chuẩn. Thì chúng ta cũng nên có những cái cách ấy để cho áo dài nam tiếp cận được cuộc sống. Ví dụ các bạn trẻ tôi thấy rằng là các bạn mặc với quần tây, quần bò đều rất là tốt, đi với cả giày thể thao, và các bạn lựa chọn các cái màu vải, các cái mẫu vải dệt không phải cứ nhất phải là tơ tằm truyền thống. Các bạn có thể lựa chọn những cái mẫu vải dệt công nghiệp rất là đẹp, rất là thuận tiện cho đời sống. Đấy là không kể về giá thành cũng rất là phù hợp. Chúng ta làm cho cái áo dài nam truyền thống nó trẻ trung hơn, nó nhẹ nhõm hơn thì cái số lượng người tiếp cận yêu thích nó sẽ hay hơn rất nhiều. Tôi nghĩ là cái sự cách tân hay là cái sự đổi mới thì cũng phải phụ thuộc với cái sinh hoạt cơ bản của người Việt Nam hiện tại. Các nhà thiết kế đã thiết kế ra và đã tìm ra những cái chất liệu nó rất là cứng. Khi mà lên khung ấy thì nó tạo cảm giác như phần trên này. Nó có nhang nhác của một cái áo vest, nó hơi tân thời một chút. Nó so với cũ, trước đây là liền tay, bây giờ nó rời tay, nhưng mà nó lại tạo được cái bộ khung nam mặc lên nó trông rất là men. Đấy, thì đó là một cái sự thuận lợi. Cũng giống như tà áo dài nữ cũng đã trải qua rất nhiều lần cách tân làm mới, tà áo dài nam ngày hôm nay cũng đang được các nhà thiết kế thay đổi, sáng tạo từ phong dáng, chất liệu, màu sắc nhằm đáp ứng được nhu cầu của người mặc. Tuy nhiên, cách tân như thế nào để nhìn lên ta vẫn thấy được đó là bộ trang phục truyền thống của người Việt, chứ không phải là của một quốc gia nào khác, thì đó lại là một bài toán không hề đơn giản đối với các nhà thiết kế và giới nghiên cứu. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi, có lẽ chúng ta cũng thấy được những cái hoạt động từ nhóm Đình Làng Việt trong việc nỗ lực để khôi phục lại sức sống cho tà áo dài nam truyền thống, cũng như là quan điểm của một số nhà thiết kế, nhà nghiên cứu trong việc làm sao cách tân được tà áo dài nam truyền thống để phù hợp hơn với đời sống đương đại ngày hôm nay. Thì ở đây trước tiên xin được hỏi ông Nguyễn Đức Bình. Tôi được biết là nhóm Đình Làng Việt thì cũng được thành lập với mục đích là để bảo tồn và phát huy những nét văn hóa nghệ thuật truyền thống. Thì không biết xuất phát từ ý tưởng nào mà nhóm Đình Làng Việt cũng đã dành rất là nhiều tâm huyết cho việc khôi phục lại tà áo dài nam truyền thống. Thực ra là khi mà chúng tôi đã được thành lập được 3 năm, hết năm thứ nhất thì chúng tôi được tiếp cận với một số các cái tư liệu, rồi là những cái tác động của chị họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hà vào cái việc mà vận động mọi người may trang phục. Và cái ý tưởng đầu tiên của chúng tôi đó là thực hiện một cái Tết Việt ở Đình So, ở một ngôi đình, là làm sao hôm đấy mọi người mặc hết trang phục truyền thống. Nhưng mà năm đó là không thực hiện được, thì chúng tôi quyết tâm là dần dần quyết tâm làm sao vận động để mỗi năm tổ chức Tết Việt thì mọi người tự mặc áo dài truyền thống, áo nam ấy đến. Và từ đó thì chúng tôi mới bắt đầu phát huy cái việc mà may áo dài nam truyền thống, và cũng được nhiều người đón nhận, đặc biệt là giới trẻ. Các bạn trẻ khi mặc, các bạn hiểu ý nghĩa cái áo dài là các bạn ấy đam mê luôn, thì tức khắc các bạn ấy may và mặc
chứ không có cái chuyện mà rụt rè thôi tôi không mặc nữa đâu. Chúng ta thấy rằng rất nhiều người chê bai áo dài là phong kiến, là cổ hủ, nhưng mà chưa bao giờ mặc, hỏi mặc chưa, chưa mặc. Thì với nhóm chúng tôi là hành động, là mọi người hãy may, cứ mặc thử đi. Đầu tiên chúng tôi cho mặc thử, thế sau đó thì các em thấy mặc thử hay quá, mặc. Và may, có những cậu học lớp 11 rồi đi làm thêm, lấy tiền ra đấy để may. Và tham gia các buổi trình diễn, rồi có những sự kiện thì tham gia luôn. Và không e dè gì cả. Kể cả có những người lớn tuổi cũng thế, mặc khi được mặc thì đã mặc luôn. Thứ hai nữa, có một việc nữa sâu xa hơn, đó là hiện nay khá nhiều áo dài kích tân mà nhóm chúng tôi thấy rằng là không phù hợp. Đặc biệt là trang phục gọi là cái áo dài kích tân ấy, thì may theo đúng như kiểu Ấn Độ. Và đặc biệt chúng tôi lưu ý đến bản sắc văn hóa trong chiếc áo dài. Các cụ ngày xưa trừ những bộ lễ phục thì có thể thêu rồng, thêu phượng. Ngày nay tự nhiên thấy là tất cả những áo dài nam đều thêu, đều vẽ, mà vẽ rất sặc sỡ. Thế thì chúng tôi mới thấy rằng là hóa ra có vấn đề ở đây về sự nhận diện văn hóa. Và chúng tôi quyết tâm là làm sao đấy để định hình lại, để cho mọi người hiểu thế nào truyền thống. Muốn hiện đại thì phải bắt đầu từ truyền thống. Vấn đề ở đây là chúng tôi không phải là không muốn cách tân. Thực ra khi mà nói đến là chúng tôi phải đưa ra yêu cầu ngay là làm sao mặc phải phù hợp với trong hoàn cảnh hiện nay. Ví dụ như có người bảo là áo dài là phải đi guốc, thì chúng tôi cũng phản bác luôn, bảo thế ngày xưa các cụ đi trên đất chứ không phải đi guốc. Vậy là ngày nay chúng ta có giày Âu, chúng ta có thể đi được mặc với cả quần cộp lê vẫn được, nhưng mà phải giữ được một số các nét chính trong chiếc áo dài. Ở đây cũng xin được hỏi nhà thiết kế sĩ Hoàng, suy nghĩ thế nào về nhận định vừa rồi của ông Nguyễn Đức Bình, nói rằng là có một số bộ trang phục kiểu áo dài nhưng mà thực chất là xuất phát là bộ áo dài nam của Ấn Độ, nhưng mà sau đó lại bị nhầm lẫn là bộ áo dài nam truyền thống. Thì cá nhân ông suy nghĩ ra sao? Tôi cũng đồng ý cái quan điểm của anh Bình. Mặc dù là ở miền Nam chúng tôi rất là khuyến khích cái sự sáng tạo, và sự sáng tạo đó không phải chỉ ở các nhà thiết kế mà ngay cả ở người mặc. Thế nhưng mà chúng tôi cũng có cái tư vấn, cái nhắc nhở rằng là không đi quá xa. Ví dụ như là nam giới, chúng ta thấy ngay cả Âu phục, màu sắc và chất liệu của nam giới và nữ giới cũng đã có sự phân định, thì ở đây cũng phải vẫn phải theo cái quy luật đó. Thật ra thì mọi cái sự phát triển của đời sống bao giờ nó cũng đi nhanh hơn lề luật. Và chúng ta là những người có trách nhiệm thì mình phải làm những cái phanh, cái thắng để định hướng lại cho nó đúng chuẩn. Nhưng mà cũng không vì mà mình thấy phát triển như vậy rồi chúng ta lại có cái sự quá lo âu. Nếu chúng ta quá lo âu thì lại làm cho những bạn trẻ lại cảm thấy là ngần ngại. Dạ vâng. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng, khi thiết kế những cái bộ áo dài nam thì dựa trên một cái tinh thần như thế nào, làm sao mà bảo tồn được những cái nguyên gốc và vẫn có những cái sự cách tân đổi mới? Tôi nghĩ rằng là không phải chỉ riêng áo dài đâu, tất cả các trang phục đó đều có cái quy chuẩn của nó. Và trách nhiệm của các nhà thiết kế, của các nhà nghiên cứu thì mình sẽ đưa ra những cái cốt lõi là kiểu gì thì cũng phải giữ những cái yếu tố này, thì để nó bị tránh quá xa rời và tránh phải hỏi một cái câu hỏi cái này là áo dài hay là áo gì, mà phải làm sao trong một cái thiết kế thành công là người ta nhận ra ngay là đây là áo dài, nhưng nó được cách tân, nó được cải tiến cho phù hợp với người mặc, với sự kiện, với nơi chốn, với thời gian, không gian mà nó hiện diện. Vâng. Ở đây tôi quan sát như là bộ trang phục anh đang mặc cũng là một bộ đã có cái sự cách tân rồi. Ở phần tay cũng đã giống như một cái phần trên của áo con lê. Đấy cũng là một cái sự cách tân tạo nên một cái nét mới cho trang phục áo dài nam truyền thống, đúng không ạ? Vâng, tại vì tôi nhận thấy rằng là nói gì thì nói, áo dài truyền thống của nam nó cũng sẽ đẹp một số người và sẽ không đẹp một số người. Dạ. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái bộ veston á, bất kỳ một dáng vóc nào mặc lên cũng đều đẹp, dù là người có bụng to hay người rất là gầy. Và tôi đã kết hợp cái kỹ thuật cắt may veston để đưa vào áo dài. Dạ. Thì nó đã khắc chế được những cái nhược điểm. Dạ, bởi vâng. vì cái kỹ thuật may veston nó giúp cho định hình cái form áo nó rất là tốt. Vâng. Vâng. Và nó được may bằng một chất liệu vải để may veston, cho nên là nó cũng rất là bền. Trong cái vấn đề sử dụng nó cũng rất là thuận tiện nữa. Không biết là nhà nghiên cứu Đoàn Địa Tình và anh Bình có thấy là nó có xa rời hay không. Nhưng mà khi tôi mặc cái áo này ra thì tôi đều cảm thấy vô cùng tự tin. Dạ. Và thấy mình là vẫn giữ được cái nét truyền thống nhưng vẫn mang được cái hơi thở của hiện tại. Dạ vâng. Tôi thì tôi rất tán đồng cái việc là phải cách tân. Chúng ta không phải là phục dựng lại vốn cổ,
Bởi vì ngay cả ngày đầu tiên thời xưa cũng thế, là áo dài của chúng ta chưa đẹp đâu. Chứ xong rồi khi mà chúng ta tiếp nhận những các cái kỹ thuật may của châu Âu thì bắt đầu cái áo chúng ta mới định hình, cả của áo dài nam lẫn áo dài nữ. Và đồng lúc bây giờ chúng ta mới may sát co lên này, thế rồi chúng ta mới may được những cái tay áo này nó chuẩn và các thứ. Còn trước đấy thì nó còn suôn đuột lắm. Thế thì cái việc mà cái cách tân ấy, đó là cái quy luật tất nhiên. Nó là sự phát triển của đời sống xã hội. Quan điểm thẩm mỹ của mỗi một giai đoạn nó một khác nhau. Đó là cái điều tất yếu. Nhưng cách tân đến đâu và giữ đến đâu, đó là cái trách nhiệm của các nhà thiết kế cũng như các nhà nghiên cứu cùng nhau vào cuộc để chúng ta giữ lại những cái gì mà chúng ta mang những cái hơi thở mới như thế nào. Thế thì cái gì tồn tại được? Nó do cái việc mà chúng ta càng ngày càng tích lũy. Ông cha ta cũng vậy, chúng ta định hình cái áo dài cho đến những năm 50 của cả nam cả nữ là cả một quá trình hàng trăm năm. Thế thì việc mà cách tân hoặc nó quá đi một chút, theo tôi cũng không đáng lo ngại. Nó sẽ tự đào thải. Bởi vì cái thẩm mỹ của nhân dân ta càng ngày nó càng tiếp nhận một cái sự cân đong đo đếm hết sức là chỉn chu. Và cuối cùng vẫn trở về cái gì, cái hồn cốt của dân tộc. Dạ vâng. Tôi đồng ý việc cách tân. Nhưng mà chiếc áo dài nó phải mang bản sắc. Nếu mà cách tân mất hết bản sắc, thì chúng ta mất hết rồi còn gì nữa. Bởi cách tân là phải dựa trên truyền thống, mà đã dựa trên truyền thống phải động lại cái bản sắc. Tôi nghĩ rằng là muốn cách tân phải dựa trên một nền tảng truyền thống và phải còn động lại cái tinh hoa của các cụ. Hiện nay tôi thấy có những người mặc áo dài cách tân dài đến tận mắt cá chân, thì cái đấy là áo của Trung Quốc mất rồi, hoặc là trên cao đầu gối thì áo của Ấn Độ mất rồi. Đấy cũng là cái quan điểm trong cách tân, rõ ràng chúng ta vẫn phải giữ lại được, vẫn phải giữ được những cái nét tinh hoa. Vâng. Chúng ta may mắn vẫn còn những mẫu hiện vật trưng bày tại các bảo tàng. Mà may mắn sao lại có những nhà nghiên cứu như cô Đoàn Thị Tình viết sách ra hẳn hoi. Và bây giờ càng ngày càng nhiều nhà nghiên cứu khác cũng đang công bố dần những cái tài liệu quý. Cho nên rằng là tôi nghĩ không là khó. Khó là chúng ta có muốn làm một cách tử tế hay không. Dạ vâng. Ngay như tôi trong những cái lần khi mà biểu diễn ở nước ngoài, bao giờ cái phần đầu tôi cũng diễn đúng y như nguyên mẫu áo dài, đúng theo nguyên tắc lề lối của áo dài xưa. Nhưng sau phần 2 thì tôi sẽ có những cái thay đổi biến tấu, thậm chí rằng là nó kết hợp với cái văn hóa nơi mà tôi đang tới biểu diễn ở các nước. Thì người ta sẽ thấy gần gũi và mình có thể giữ hai vế. Một bên là giữ nguyên bản để thấy là xưa nó đã được định hình như thế về giá trị xưa. Và nay nó có những cái phát triển thêm giá trị cộng vào. Và vấn đề là chúng ta thấy cái yêu cầu cuộc sống thì vô cùng đa dạng và phong phú. Vấn đề là chúng ta đáp ứng. Và chúng tôi chỉ có một cái tiêu chí là gì? Miễn là yêu thích áo dài và mặc. Còn mặc theo kiểu nào, tùy theo cá tính, sở thích, nhu cầu, tính chất công việc. Bởi vì thật ra cái áo dài nó rất là cá tính. Bởi vì sao? Nó phải được may theo số đo của từng người, theo sự chọn lựa màu sắc, chất liệu vải của mỗi người. Cho nên nếu đứng ở khía cạnh thời trang thì nó đến là thời trang may đo cao cấp, chứ không phải chỉ là một cái loại trang phục bình thường đâu. Và chính cái giá trị đó nó làm cho mọi người đón nhận một cách trân trọng và muốn được khoác lên mình một cái giá trị như thế. Nó vừa giá trị truyền thống mà vừa mang cái hơi thở của thời đại. Dạ vâng. Nhưng cái vai trò của các nhà thiết kế hay là các tiệm may đo trong cái việc định hướng cho người dân khi muốn khoác lên mình những cái bộ áo dài nam truyền thống, tôi nghĩ nó phải là từ hai phía và thậm chí là cả ba luôn, là nhà thiết kế, người may và người mặc. Không thể tách rời. Bởi vì chúng tôi nhiều khi là nhà thiết kế không có nắm rõ kỹ thuật cắt may bản dập và cái cách mà giáp nối tất cả những cái phần của một cái áo. Và tôi cũng có nói rồi, phải là ở ý thức của người mặc nữa. Vâng. Nhưng rõ ràng cái thực tế hiện nay đôi khi người mặc họ không hiểu rõ lắm thì họ cũng nhờ họ phó mặc nhiều cho bên nhà may. Thì nhà may nếu như quả thực cũng họ cũng không hiểu rõ về trang phục truyền thống thì cũng rất khó. Có thể họ sẽ đưa đến những cái bộ trang phục bị nhầm lẫn là như bộ áo dài ở bên Ấn Độ, đúng không ạ? Cái đấy có trường hợp là cũng trong trường hợp trong nhóm tôi thôi. Vâng. Thì các bạn bảo là đến nhà may thì nhà may cứ định hướng thôi. Nhà may bảo thôi em may kiểu này đẹp này. Thì cái này thì nói truyền thống, đôi khi nhà may cũng không biết may kiểu của nam truyền thống là như nào, không biết. Thì dẫn đến việc là người mặc phải mặc cái áo như vậy thôi.
Vâng, xin cảm ơn ông. Ở đây tôi cũng muốn là ở cái phần kết của chương trình, từng vị khách mời cũng có thể chia sẻ có thể là những cái dự định trong tương lai, những cái kế hoạch của mình làm sao để đưa cái bộ trang phục áo dài nam truyền thống đến gần hơn nữa, nhiều người mặc hơn nữa trong cái đời sống đương đại hôm nay. Với cái chức năng và cái hoạch định của nhóm Đình Làng Việt, chúng tôi thì cũng không làm cái gì cao siêu cả. Ngay chương trình Tết Việt vào 25 Tết tới thì chúng tôi sẽ có một cái phần trình diện áo dài nam. Và trong đó thì có hai phần, phần may theo đúng kiểu cổ của các cụ và một phần có sự cách tân, đưa các chất liệu mới vào. Các bạn cũng đã đưa ra một ý tưởng là một series vải bò hoặc là có những cái bộ trang phục để cho nam mặc nó thấy đương đại hơn. Và đối với chúng tôi thì là bây giờ tuyên truyền về cái áo dài nam, kể cả mặc cũng phải hiểu nó về cái lịch sử áo dài một chút, rồi là cách mặc của các cụ, bây giờ chúng tôi mặc thế nào. Thì cái vấn đề ở đây là chúng tôi vẫn đề cao cái tuyên truyền, vận động. Còn việc là mặc theo đương đại thì chúng tôi vẫn cứ khuyến khích các bạn trẻ mặc theo lối đương đại. Nhưng mà nhóm chúng tôi hình như các bạn ấy tuy rất trẻ nhưng bạn rất thích mặc theo cổ. Vâng, xin cảm ơn ông. Với vai trò là cố vấn của lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 4 năm qua và năm nay là năm thứ 5, vào tháng 3 năm nay, nhiều cái sự kiện diễn ra tại những cái vị trí quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và trong cái chương trình này thì ngay cả các vị lãnh đạo của thành phố cũng sẽ mặc và phát động trong các trường học, trong các công sở ban ngành là mặc áo dài suốt tháng 3, không phân biệt nam giới hay nữ giới. Chúng tôi cũng tận dụng những cái truyền thông trên mạng xã hội như là Facebook hoặc là cái mạng xã hội khác là đưa ra những cái tư vấn là các bạn nên mặc áo dài trong dịp Tết này và chuẩn bị cho lễ hội. Nam giới thì nên như thế nào thì sẽ đẹp. Thì nó có những cái tư vấn bằng những hình ảnh, bằng những cái bài viết rất là ngắn gọn, cô đọng, xúc tích để nó quảng bá rộng rãi. Và tôi rất là tin rằng lễ hội năm nay lần thứ 5, lễ hội áo dài tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ góp phần tác động cho cái việc là tiếp tục phát huy cái việc mặc áo dài trở thành bình thường. Và đặc biệt là nam giới sẽ hưởng ứng và sẽ dần đi vào một cái định chuẩn mặc đúng, mặc đẹp hơn. Dạ vâng. Với một cái người nghiên cứu về trang phục Việt Nam, mà trong đó là có cái trang phục chiếc áo dài của nam giới người Việt, thì phải nói rằng là đến bây giờ tôi rất là tự hào về cái mà chúng ta vẫn giữ được những cái nét truyền thống của dân tộc. Cái điều mà chúng tôi nghiên cứu ấy, để đưa ra được những các cái chuẩn mực của các cụ ngày xưa, để chúng ta có thể là từ đó chúng ta tiếp nối cái mạch truyền thống của dân tộc. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi thấy rằng quả thực những cái công việc của mình đãi cát tìm vàng này đã đóng góp cho những cái phong cách mặc của dân tộc. Và chúng tôi rất mong đợi cái sự cải tiến để làm sao phù hợp với lại cuộc sống đương đại. Xong chúng ta phải xác định này, mặc lúc nào và mặc để làm gì, mặc cho ai. Thì trong các cái lễ hội, trong những cái ngày Tết, trong những ngày hội hè, thì tôi nghĩ rằng sẽ tôn vinh được cái áo dài dân tộc của nam giới Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn chị chia sẻ đầy tâm huyết của tiến sĩ Đoàn Thị Tình. Thưa quý vị, có thể thấy được rằng là trong dòng chảy lịch sử thì tà áo dài nam truyền thống của người Việt cũng có những thăng trầm nhất định, cũng có thời kỳ hưng thịnh, cũng có thời kỳ bị mai một đi. Tuy nhiên, qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay, chúng ta cũng thấy được rằng là tà áo dài nam truyền thống của người Việt Nam thì rõ ràng không mất đi. Nó vẫn có một cái sức sống có thể là âm thầm bền bỉ và cho đến thời gian gần đây lại một lần nữa được chính những người dân, được các đơn vị tổ chức, các cá nhân khôi phục lại. Tuy nhiên, làm sao để giúp người dân có thể mặc đúng một tà áo dài, nhìn ra là thấy được cốt cách văn hóa của người Việt Nam thì có lẽ đấy không phải là một điều dễ dàng. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình ngày hôm nay cũng có thêm một tiếng nói đồng hành cùng với các nhà thiết kế, các nhà nghiên cứu để làm sao đưa được tà áo dài nam truyền thống đến gần hơn với người dân trong cuộc sống đương đại. Và một lần nữa gửi lời cảm ơn tới các vị khách mời đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả truyền hình. Xin chào và hẹn gặp lại.